toàn thể anh em thợ và các anh em đang học nghề nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Trung Hiếu Vlog. Thì tiếp tục ngày hôm nay mình lại lên để làm sao có thể chia sẻ được các cái kinh nghiệm sửa xe và bắt bệnh của một dòng xe Way hoặc dòng xe Sirius. Đấy, như đặc biệt hôm nay là đến với cửa hàng mình thì hiện tại là một con xe Sirius thường. Hiện tại là đang trong tình trạng là có một cái ban bệnh khói rất là nhiều. Đấy anh em nha. Thì ngày hôm nay là trời nó hơi mưa, đâm ra là mình mà máy tôn rất là ồn. Đâm ra anh em cũng hết sức thông cảm nhá. Thì trước mắt anh em đây là một con Sirius thường. Đấy, đến với cửa hàng mình thì cái ban bệnh này là hiện tại là không nổ được. Đó. Thì đến với mình thì mình đã xử lý để cho nó nổ rồi, nhưng hiện tại nổ nhưng khói rất là nhiều anh em nhá. Thì bây giờ mình muốn chia sẻ cái ban bệnh này để cho các anh em thợ mới học nghề mà kinh nghiệm bắt bệnh còn kém thì anh em hãy theo mình để mình có thể chia sẻ cái kinh nghiệm này để cho anh em có thể bắt bệnh nhanh hơn, để khi anh em bắt tay vào nghề anh em làm nó sẽ dễ dàng hơn nhá. Thì trước tiên thì bây giờ mình sẽ đề nổ lên để cho anh em tham khảo cái ban bệnh này nhá. Máy thì rất là êm, không có gì là kêu cả. Đấy. Đấy. Máy thì đang trong tình trạng là cũng còn khá là êm, chỉ có một chút tiếng kêu của máy quả. Đấy anh em nhá. Thì đây, thì cái ban bệnh của nó chính thức là đây. Đó. Đây anh em nhìn đây. Rất là khói luôn, khói mù mịt nha anh em nhá. Đó. Đốt nhà anh em ạ. Đó thì cái ban bệnh này hiện tại là mình đã đoán ra đấy và chia sẻ luôn cho anh em là hiện tại cái ban bệnh này nó đang bị là xác măng nó bị mòn. Đấy. Thì đâm ra là nó sẽ bị hở và dầu sẽ thoát lên cái buồng đốt này anh em này. Đấy. Xác măng nó bị mòn này nó sẽ lọt qua cái mép bên ngoài của sơ mi hơi đấy anh em ạ. Đấy. Thì là nó sẽ lọt lên trên buồng đốt này, giữa cái buồng đốt ở trên này anh em nhé. Đấy. Thì khi nén nổ thì sẽ có tình trạng xăng với lại không khí đốt thì đốt kèm theo dầu. Thì đốt kèm theo dầu đốt không hết thì nó sẽ nhoe nhoét ra đây này anh em ạ. Đấy. Đây anh em nhá, nhoe nhoét ra cái ống xả nhá. Đó, anh em nhìn thấy không ạ? Cái dầu đốt không hết nó thoát ra đây này, rất là bẩn này. Đấy anh em nhìn thấy không, rất là bẩn nhá. Và một lượng dầu đã được đốt thì nó sẽ sinh ra khói. Đây anh em nhìn đây, khói rất là nhiều luôn này. Khói bây giờ vẫn còn đang nghi ngút ở trong ống xả nhá. Đó. Rồi, cái ban bệnh bắt bệnh nhanh của một dòng xe hơi hỏng. Một là anh em có thể sờ tay vào cái đít bô như này, anh em nhìn thấy ướt như này. Đấy. Hoặc là anh em nhìn thấy có lớm chớm các cái dầu nó bóng bóng ở khu vực ống xả đây, ở trong cái lõi này hoặc là ở khu vực hai cái lỗ thông hơi này. Đấy thì anh em mình cũng đã đoán ra được một phần là xác măng của nó hỏng và bộ hơi nó đang bị kém, bị mòn. Đấy. Cái thứ hai là cái khói. Đấy cái khói nghi ngút này này anh em này, đấy cái khói nghi ngút này thì cũng là tình trạng bị hỏng hơi, mòn xác măng. Đấy. Rồi ok nhá. Thì các cái tình trạng này thì rõ rệt nhất. Và cái tình trạng thứ ba nữa là tiếng váy quả của nó kêu anh em ạ. Thì khi một xe nó đang bị hết dầu thì dầu nó không còn để bơm lên để nuôi cái bộ hơi này nữa, thì khi đó cái quả piston này nó sẽ di chuyển lên di chuyển xuống ở trong cái nòng hơi này thì sẽ sinh ra nhiệt thì sẽ bị xước và nó sẽ bị bó thì nó sẽ bị mòn bớt đi các cái váy quả ở phía ở bên trên này anh em nhá, ở phía bên trên của cái lưng hơi này thì nó sẽ bị rỗng, mòn và rỗng, sinh ra tiếng kêu lách cách. Đấy. Cái ban bệnh thứ 3 để anh em nhận biết được là một cái bộ hơi nó còn tốt, còn ngon hay không. Đấy thì nó rất cực kỳ là đơn giản thôi.
Nhưng để các anh em thợ mới học nghề thì chưa biết đoán bệnh thì rất là khó để các anh em có thể thao tác khắc phục và thay thế. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ cận cảnh mình tháo hết các chi tiết này ra để mình hướng dẫn và chia sẻ cho anh em nó mòn như thế nào và cái gì hỏng để cho anh em cùng biết và tham khảo nhé anh em nhé. Thì trước tiên bây giờ mình sẽ phải bắn ốc giải chân, thì anh em hãy theo thao tác của tay Lý tháo đến cái gì thì anh em hãy theo mình tháo nhá, bởi vì video thì nếu mà nói thì nó rất là dài, đâm ra không thể nào nói để có thể hướng dẫn cụ thể để cho các anh em có thể biết được hết nhá anh em nhá. Đấy, thì anh em nhìn thấy mình làm sao thì anh em làm vậy. Nghiêng xe đi em ơi. Đây, thế thì hiện tại bây giờ mình đã thao tác tháo được cả cái bộ hơi ra nha anh em nhá. Đấy, thì bây giờ mình tí mình rửa, mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem hơn. Bây giờ nó hơi bẩn, mình sẽ bỏ qua một bên. Đấy, thì đây, anh em xem cái tình trạng bệnh này, rất là nặng luôn. Để mình lấy xăng mình rửa qua đi để cho anh em nhìn nó rõ nha anh em nhá. Đó đây anh em, đây anh em nhìn này, quả xước hết luôn. Đấy, để mình quay sang bên này nhìn cho rõ. Đây anh em nhìn thấy không ạ? Quả xước hết cả cái đầu váy này anh em này. Đó, anh em nhìn thấy nó cháy đen xì hết này. Đấy, thì cái chỗ kêu lanh canh ấy thì là nó ở cái váy quả này, nó đang bị mòn này. Đấy, thì nó bị dơ với cái sơ mi của cái hơi, thì đâm ra là nó sinh ra tiếng kêu anh em nhá. Đấy, thì bây giờ anh em mình thao tác làm sao để thay cái quả piston này đi và cái xác măng này đi.
thì là ok nha, là để tiết kiệm cho khách. Còn nếu mà tí nữa mình anh em mình thử mà cái bộ hơi của nó mòn quá rồi thì một là anh em phải toa hơi lên cốt, hai là anh em phải thay một bộ hơi mới để làm sao để có thể khắc phục được tuyệt đối cái ban bệnh ra khói này nha anh em nha. Đấy, thì anh em làm hơi thì tốt nhất anh em cũng nên làm luôn cái phớt gít của ở cái đầu bò nha anh em nha. Đấy, phớt gít là cái phớt của cái ống dẫn hướng này anh em ạ. Thì anh em mình làm sao để cho nó tuyệt đối để đỡ anh em mình phải làm đi làm lại rất là vất vả nha anh em nha. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái quả này ra để mình sẽ thử cái bộ xác măng mới vào cái bộ nòng kia xem là nó còn có thể tái sử dụng được hay không. Rồi ok, anh em hãy tiếp tục theo dõi mình để mình hướng dẫn cụ thể cho anh em cận cảnh hơn. Đây, thế thì hiện tại mình đã doa hơi và lên cốt một bộ xác măng xịn và quả xịn để cho con xe xí ớt thường này nha anh em nhá. Thì trước tiên là cái quả nó bị xước như này thì anh em mình sẽ không tái sử dụng lại được này. Đấy, thì bây giờ mình bắt buộc phải doa hơi lên cốt. Thì trước khi lắp cái bộ quả xác măng này lên cái tay biên thì mình cũng hướng dẫn qua cho anh em biết cách làm sao để có thể đặt được cái xác măng nhá. Thì cũng còn rất là nhiều anh em thợ mới học nghề thì chưa biết cách đặt thế nào để cho chuẩn. Thì nói chung là cũng rất là nhiều người hướng dẫn anh em, mỗi người một kiểu xoay xăng măng. Nhưng mình cũng muốn chia sẻ một chút về cái cách xoay xăng măng của mình. Thì thực sự mình thấy xoay theo kiểu cách của mình thì mình thấy nó rất là hợp lý. Và cũng chưa thấy có con nào có hiện tượng là bị lắp vào là bị khói anh em nhé. Đấy, thì hôm nay mình cũng lên đây để xin phép chia sẻ với anh em. Thì trước tiên là cái xác măng lò xo này anh em này, ở bên trong này, bên giữa này. Đấy, thì cái xác măng lò xo này anh em để cái miệng của nó nằm ở vị trí bên trên của cái điểm nấm hút nhá. Đấy, đây này anh em này. Đấy, thì cái mũi tên nó quay lên trên này, cái hình tam giác này. Nó quay lên trên này và cái biểu tượng để anh em mình có thể biết được cái phía trên và phía dưới của nấm hút và nấm xả. Thì cái nấm hút của nó thì nó sẽ ăn sâu hơn xuống vào cái rãnh quả thì và to hơn thì cái miệng của cái nấm ở cái đầu bò này đấy nó sẽ to và sâu hơn này. Bảy mảnh này thì nó sẽ thấp hơn nhá anh em nhá. Quay như này thì hơi khó nhìn ở đây, đây anh em nhìn này. Đấy, thì anh em để lên đỉnh rồi thì đến hai cái xác măng mỏng và xác măng chặn dầu nhá. Thì xác măng chặn dầu thì xác măng đầu tiên, xác măng đầu tiên thì anh em hãy để nó nằm ở vị trí ở góc phía bên tay phải của Lý nhá. Thì anh em nhìn theo cái chiều xe cả anh em ở đây. Đây. Đấy, anh em nhìn theo chiều xe thì mình đã đúng theo chiều xe như này nhá. Đó. Thì anh em để một cái miệng xăng măng mỏng này nằm ở vị trí ở ngay sát góc này nha anh em nhá. Đấy, sát góc của cái điểm khuyết này. Và cái bên thứ hai là cái mảnh bên trên này. Đấy anh em này. Cái phía ở bên trên cái miếng xăng măng chặn dầu ở phía bên trên nhá, thì anh em quay xuống hẳn phía bên dưới này. Đây anh em nhìn này. Hẳn ở phía bên dưới này nhá, anh em mình phải làm sao để so le 120 độ nhá. Đấy. Rồi. Thì tiếp đến là cái xăng măng hơi ở bên phía bên trên này, xăng măng màu đen đen này anh em này. Xăng măng màu đen đen này. Thì anh em quay xuống hẳn phía bên dưới này. Đấy. Thì anh em biết để sắp xếp như này ấy, thì khi dầu lên, dầu từ dưới phun lên thì nó có thể nó chảy qua được một cái miệng xăng măng này. Nhưng nó sẽ chạy một khoảng thời gian rất là dài thì nó mới lên đến miệng xăng măng này, anh em hiểu không ạ? Đấy. Thì nó mới sang đến miệng xăng măng này. Sang miệng xăng măng này thì nó lại phải lên đến lọt đến đây thì nó lại phải chạy vượt lên tít bên trên này thì nó mới lại sang cái miệng xăng măng này. Đấy, anh em mình phải làm sao bố trí sắp xếp nó so le đi thì cái độ dầu nó lên khỏi các cái bộ xăng măng này lên bùng đốt thì nó trong quá trình chạy nó rất là lâu sẽ không thể nào lên được nổi nhá anh em nhá. Đấy, thì khi lên thì là xăng măng nó lại sẽ gạt lại rồi thì sẽ không bao giờ lên được vượt lên trên này, trừ ra xăng măng anh em mình mòn quá. Đấy, theo thời gian. Rồi thì anh em mình sẽ để cái xăng măng hơi nó sẽ nằm ở vị trí ở phía bên dưới của cái nấm hút nha anh em nhá. Anh em nhìn này, cái nấm hút này. Đấy. Ở mảnh phía bên dưới nhá. Còn tiếp tục luôn luôn là cái xăng măng lửa này. Đấy, xăng măng chịu nhiệt đấy anh em ạ. Thì anh em lại phải để ở phía bên trên nhá. Anh em hiểu không ạ? Phía bên trên. Đó.
Ok nhá, thì mình đã hướng dẫn anh em rất là cụ thể rồi. Thì cái cách lắp ráp thì anh em cũng có thể là anh em biết lắp ráp rồi, quan trọng là cách xoay thôi. Thì bây giờ mình sẽ cận cảnh để làm sao mình có thể chia sẻ cách lắp toàn bộ các cái bộ hơi với lại quả bê tông này lên trên xe Sirius thường này nha anh em nhá. Trước tiên thì anh em lắp một bên tanh khóa về ở phía bên tay phải nhá. Đấy, phía theo chiều xe này anh em này. Đấy, anh em lắp về phía bên kia trước. Và anh em hãy theo thao tác tay của Lý làm như nào thì anh em làm như vậy nhá. Thì video thì cũng còn tương đối là dài. Thì mình sẽ bớt nói đi để mình tranh thủ hướng dẫn cho anh em thôi. Rồi ok. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cận cảnh để các anh em có thể làm sao chỉnh được cái tầm nổ của con xe Sirius thường này nha anh em nha. Thì của cái dòng xe Yamaha thì nó đặt tầm nổ nó sẽ khác hơn so với các cái dòng xe Wayzim hoặc là dòng xe SWM hoặc là dòng xe Su anh em nha. Đấy thì mỗi một hãng nó sẽ
đặt tầm nổ theo một quy trình của nhà máy sản xuất. Đó. Thì anh em muốn đặt tầm nổ thì anh em phải tháo cái nắp để chỉnh tầm nổ này. Đấy, thì như cái nắp chỉnh tầm nổ này như của Gem nó sẽ đặt ở vị trí này. Đấy, và của SYM nó sẽ đặt ở vị trí này anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ đưa anh em để quan sát cái vô lăng nha. Thì trước tiên anh em phải biết được cái điểm dấu của cái vô lăng nó như thế nào. Thì như dòng xe IA thì cái điểm dấu của nó theo là hình chữ Y nha anh em nhé. Đấy, còn như xe Gem thì nó sẽ hình chữ T và SYM nó cũng là chữ T nha anh em nhé. Thì đây anh em hãy xem theo mình để mình đưa anh em đến cận cảnh hơn này. Đây anh em nhìn này. Đấy, cái dấu này là hình chữ Y này. Đấy anh em nhé. Đó thì hiện tại cái chữ Y này mà nó nằm ở vị trí của cái lỗ này thì là cái quả piston và cái tay biên nó đã đẩy quả piston lên ở cái điểm trên. Đấy anh em nhá. Đấy là cái điểm nén nổ anh em ạ. Rồi. Cái lưu ý thứ hai thì khi ở cái trục cam này thì anh em lại phải để cho lý cái trục cam này nó về cái chiều nhẹ nhất như này nhá, xoay nó rất là nhẹ nhàng như này nhá. Đấy. Và điều đặc biệt nhận biết là anh em hãy cho cái ránh cá này để quay về phía bộ hơi này anh em nhá. Đấy, quay về phía bộ hơi. Rồi, ok nhá. Thì khi đó là hai cái nấm của anh em mình đang ở cái chế độ đóng kín nhá, để chuẩn bị đến quy trình đóng nổ nhá anh em nhá. Đấy, nén nổ. Rồi, ok. Thì bây giờ anh em hãy cận cảnh theo mình để mình đặt tầm nổ cho anh em xem, để anh em thợ mới có thể được tham khảo cận cảnh hơn. Thì trước mắt anh em đây chính là cái bánh răng cam của con xe Sirius nhá. Thì bánh răng cam này nó cũng khác biệt so với cái bánh răng của dòng xe Gem hoặc các cái dòng xe khác. Đó. Thì anh em nhìn tổng quan qua thì cái bánh răng cam này nó có một cái vẫu thò lên để nó ăn khớp vào với cái ránh cá của cái trục cam này anh em hiểu không ạ? Đấy. Và nó có một cái ránh ngang này, anh em hiểu, anh em xem nhá, nó có một cái ránh ngang này thì nó sẽ ăn khớp vào với cái mũi tên của cái đầu bò này anh em nhá. Anh em lưu ý cho mình nhá. Thì khi anh em mình đặt vào thì nó phải song song với lại cái mũi tên này. Thì khi đó anh em mình đạp mới nổ được nha. Còn không anh em mình đặt tầm sai là sẽ không nổ được. Nếu có nổ được thì yếu nha anh em nha. Nếu mà đặt hơi sai nó sẽ yếu thôi. Đấy, yếu xe đi. Thì đây. Thì anh em cho cái mình đang cam vào cái xích cam này. Anh em lôi hạt xích cam ra ngoài như này nhá. Anh em cho vào như này. Đó. Thì hiện tại bây giờ là mình đặt nó hơi cao hơn một chút này anh em hiểu ạ. Hơi cao hơn một chút nhá. Đây mình sẽ quay cận cảnh hơn. Và mình đặt hơi cao một tí rồi này anh em này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ lại phải đặt lại. Đó, anh em phải xem cách mình nhá. Bởi vì mình một mình khắc quay rất là khó để anh em có thể thao tác theo mình được. Thì đâm ra anh em lưu ý cho mình nhá. Thì đây bây giờ anh em phải đẩy ra này. Anh em cho cái tôi viết hai cạnh hoặc cái nan hoa mài này. Đấy. Anh em dịch chuyển dần. Đấy, bây giờ là ok nhá. Bây giờ mình sẽ lại quay lại cho anh em xem nhá. Đây, anh em nhìn thấy không ạ? Đó, bây giờ hiện tại là cái mũi tên này với lại cái ránh này nó đang là song song với nhau này anh em này. Đó. Và cái ránh cá này nó nằm ở vào cái vị trí của cái ránh cá của cái trục cam đây anh em nhá. Đó, bây giờ anh em chỉ cần việc là vặn ốc vào nữa thôi là ok. Đây thì anh em bắt con ốc này thì anh em nên lưu ý giữ cái trục giữ cái bánh răng cam này để cho nó chắc chắn để tránh tình trạng nó bật khỏi cái vị trí ránh cá của trục cam nhá. Còn nếu mà bị bật ra khỏi vị trí ránh cá của trục cam thì nó sẽ bị khi anh em mình bắn súng vào nó sẽ bị gãy cái lấy kia và sẽ trường hợp sẽ không nổ được khi nó bị chạch. Trường hợp thứ hai nếu mà có nổ được thì sẽ bị cong nấm anh em nhé. Thì bây giờ mình đã hoàn thiện khâu lắp ráp các cái chi tiết từ bộ hơi lên đến đầu bò hoàn thiện xong rồi nha anh em nhé. Thì
Thì nãy mình cũng quên chưa giới thiệu và lưu ý cho anh em cái khi anh em mình lắp xích cam mà nó bị căng không lắp được vào, anh em hiểu không ạ? Đấy thì anh em phải lưu ý cho mình này. Thì khi anh em mình tháo ra như này thì xích cam nó còn mới còn tốt thì nó rất là căng, không có hiện tại nó lắp được vào nhá. Thì anh em phải tháo cái nắp cao su chụp này ra, anh em lấy cho mình một cái nan hoa mài hoặc cái que hàn mài như này. Đấy, thành hai cạnh nhá. Thì anh em cho vào cái lỗ này, anh em vặn. Đấy, vặn cái piston tăng cam này để nó nhả lên. Đấy, cho nó hồi vị lên bên trên. Thì khi đó nó mới sẽ nhả cái xích cam, nhả cái cần tì lên. Thì bắt đầu xích cam của anh em mình sẽ trùng ra nhá, anh em hiểu không ạ? Đấy, thì anh em mình lắp cái xích cam vào cái bánh răng trong ca, bánh răng cam này nó rất là dễ. Đấy, thì đây anh em thấy xoay theo chiều kim đồng hồ nhá. Đây này, anh em nhìn mình này. Anh em xoay thật căng căng tay một tí để cho nó cứng lại thì nó sẽ không nhả lại nhá anh em nhá. Đấy, bây giờ là nó cứng lại rồi này anh em này. Đấy, thì nó sẽ không hồi vị để đẩy cái xích cam căng. Đấy, thì bây giờ mình sẽ nhả lại này. Anh em nghe cái tiếng vang của cái lò xo nó đẩy cái cần tăng cam này. Đấy, anh em thấy ạ. Đấy, nó tự cái xích cam trùng thì nó sẽ tự tăng lên. Đấy, rồi anh em lưu ý hộ mình nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ nổ thử cho anh em cùng em và tham khảo nhá. Thì anh em lưu ý hộ mình nhá. Thì cái ban đầu khi anh em mình nổ lên nó sẽ có một chút khói ở khu vực dưới này. Đấy, phát đầu tiên thì là lúc đấy là lúc anh em mình lắp quả ấy, thì anh em phải đổ một ít dầu vào cái bộ quả piston. Thì để phát đầu tiên anh em mình nổ thì nó sẽ có dầu bôi trơn. Đấy, khi đó thì tổng bơm nó chưa bơm kịp lên đến cái quả piston anh em mình, thì anh em mình phải lưu ý hộ mình là anh em mình đổ dầu vào trước để cho khi anh em mình nổ nó sẽ bôi trơn và sẽ không tránh tình trạng bị xước quả nhá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ nổ thử cho anh em nghe nhá. Máy rất là êm nha anh em nha. Khi mình bịt vào như này máy rất là êm nha. Đấy, anh em nghe xem nó khác hẳn cái tiếng ban đầu mình quay cho anh em. Đấy, rất là êm luôn. Rồi ok, thì cái ban đầu anh em mình nổ lên nó không có khói ra đây là có nghĩa là mình đã lắp rất là ok và hoàn hảo nhá. Và hiện tại là mình vừa mới hoàn thiện xong một con xe Sirius thường này và nổ thử, test thử cho anh em nghe rồi nhá. Anh em xem cái video của Lý mà cái phần nào chưa hiểu thì anh em hãy inbox comment ở dưới bình luận để mình có thể tư vấn trả lời anh em. Đấy. Và anh em xem cái video của Lý thấy hay và hữu ích với anh em ấy thì anh em nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và điều đặc biệt anh em là chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có thêm động lực mình làm thêm nhiều video mới hữu ích hơn, để làm sao có thể chia sẻ cho các anh em những kiến thức về những cái dòng xe mà mình biết được trong khi mình làm nghề xe máy. Mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh em cùng biết. Và anh em mà đang theo dõi kênh của Lý thì anh em tiếp tục ủng hộ Lý bằng cách nhấn vào nút like và chia sẻ của mình nhá. Cảm ơn anh em và chúc anh em thao tác thành công.